Diễn viên Mai Ngọc Căn đất và người qua đời sau 5 năm bị ung thư thận. Trưa ngày 3 tháng 11, cháu nội diễn viên Mai Ngọc Căn xác nhận với Việt Nam Net. Ông qua đời tại nhà riêng lúc 16 giờ 30 phút ngày 2 tháng 11. Lễ viếng nghệ sĩ Mai Ngọc Căn diễn ra vào 9 giờ 45 phút ngày 5 tháng 11 tại nhà tang lễ bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội. Nghệ sĩ Mai Ngọc Căn sinh năm 1940 tại Bắc Ninh, được khán giả nhớ tới với những vai diễn hiền hậu, có số phận trên màn ảnh. Ông xuất thân là thợ mỏ, vì đam mê điện ảnh nên thi tuyển diễn viên. Diễn viên Mai Ngọc Căn tốt nghiệp khóa 1, lớp diễn viên trường điện ảnh Việt Nam, nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Bằng học của ông là nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Trà Giang Lâm tới. Ngoài diễn xuất, ông từng làm giảng viên, trực tiếp giảng dạy cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có nghệ sĩ ưu tú Triều Xuân. Chia sẻ với Việt Nam Net, diễn viên Triều Xuân bàng hoàng khi hay tin nghệ sĩ Mai Ngọc Căn qua đời. Ông là thầy dạy của chị trong trường Đại học Sân khấu Điện Ánh và luôn để lại ấn tượng cho Chiều Xuân và nhiều học trò bởi sự hiền lành và tốt bụng của ông. Trong đời diễn viên Mai Ngọc Căn đóng nhiều phim truyền hình, hầu hết là những vai khắc khổ trong các phim như Đất và Người, Những ngọn nến trong đêm, Người chiếu bóng, Đường đời, liều chỏng, Nếp nhà. Tuy nhiên hầu hết các vai diễn của ông đều là vai phụ. Ngoài phim ảnh diễn viên Mai Ngọc Căng còn được nhiều người ngưỡng mộ với mối tình dài lâu hơn nửa thế kỷ với người vợ, từng là nghệ sĩ múa Tống Thị Thanh Sơn. Cuối năm 2016, kỷ niệm 50 năm ngày cưới của cặp nghệ sĩ gây chú ý với bộ ảnh cưới siêu lãng mạn trên khu vực phố nhà thờ Hà Nội. Nhiều năm qua do tuổi cao sức yếu và chống chọi với bệnh tật nên ông không đóng phim. Bộ phim cuối cùng diễn viên Mai Ngọc Căng tham gia là Cưới đi kẹo ế do nghệ sĩ nhân dân Khải Hưng làm đạo diễn năm 2018. Thời gian đó, nghệ sĩ đã bị ung thư thận di căn. Chia sẻ với Việt Nam Net, trong một bài phỏng vấn cuối năm 2018, tôi phát hiện ung thư thận từ năm 2017 đã cắt một bên thận, một phần của bàn quang và đường tiết niệu. Sau một thời gian cầm cự, tới tháng 3 năm 2018 lại tái phát, di căn sang bàn quang. Tôi đi tiểu, lần nào cũng ra máu. Bác sĩ nói rằng tôi nên phẫu thuật, thì sống thêm được một năm đến một năm rưỡi còn nếu không thì tôi chỉ sống từ ba tới sáu tháng nhưng nếu phẫu thuật thì phải đeo ống gì đó điều này tôi không muốn chẳng lẽ quãng thời gian còn lại tôi không thể được đi diễn nữa hay sao nghệ sĩ mai ngọc căng nói